Tại đó họ, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với chủ đề gì đây? Chúng ta đến với chủ đề về du lịch. Trung Quốc là một đất nước có lịch sử lâu đời và nổi tiếng với Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn, Quốc Tử Giám không? Không phải. Đó là gì nhỉ? Đó là Phượng Hoàng Cổ Trấn. Các bạn đã có chuyến đi du lịch nào đến Trung Quốc chưa? Vậy bây giờ chúng mình học những cấu trúc để giao tiếp khi đi sang Trung Quốc du lịch nhé. Đầu tiên, chúng ta đến với từ Ní hảo. Ní hảo. Để tạo được thiện cảm tốt nhất với người bản xứ, đó chính là chúng ta phải dùng ngôn ngữ của chính đất nước đấy. Ní hảo, xin chào. Ở đây các bạn đọc cho cô như sau. Cô có từ nỉ và từ hảo. Ní hảo, xin chào, chào bạn, chào anh, chào chị. Đây là một câu vô cùng thông dụng trong cuộc sống hàng ngày của đất nước Trung Quốc. Ní hảo, xin chào. Ní hảo, xin chào bạn. Hảo, đọc lại cùng cô nhé. Ní hảo. Ní hảo. Xin chào. Ní hảo. Chị suy, tiếp theo đây là một câu vô cùng quan trọng. Xin chào và cảm ơn. Xie xie. Xie xie. Hảo, cân một tú ba. Xie xie. Xie xie. Cảm ơn bạn nhé. Xie xie nhỉ à. Khi chúng ta có lỗi chẳng hạn, chúng ta sẽ nói như thế nào? Tôi bù chỉ. Tôi bù chỉ. Ta ra cân một tú. Xie xie. Xie xie nhỉ. Tôi bù chỉ. Tôi bù chỉ à. Đến với quốc gia nào đi cũng chăng nữa ấy, quốc gia nào cũng vậy, chúng ta sẽ bắt gặp những hiện tượng này, những sự vật này hay những đồ vật, phong tục tập quán khác nhau. Chúng ta muốn hiểu xem đó là cái gì thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi như thế nào. Ở đây chúng ta có cấu trúc sau. Chưa sự sần mắt. Chưa sự sần mắt. Chúng ta có từ chưa sự, đây là sần mắt, cái gì? Đây là cái gì vậy? Chưa sự sần mắt. Khi chúng ta đi du lịch chẳng hạn, chúng ta sẽ muốn mua những món quà này, những đồ vật này về gửi cho gia đình, bạn bè và người thân. Thì những cái từ đấy trong tiếng Trung người ta gọi là gì? Cô có như sau. Lùi dấu chi niên phỉn. Lùi dấu chi niên phỉn. Trong đó từ lùi dấu tức là du lịch. Chi niên, quà, phỉn, đồ vật. Lùi dấu chi niên phỉn, quà, lưu niệm. Hả? Chưa sư sẩn mà? Đây là đồ gì vậy? Chưa sư lùi dấu chi niên phỉn. Và ở đây cô muốn giới thiệu cho các bạn hai món quà vô cùng đặc sắc của Trung Quốc. Món quà đầu tiên đó chính là biên liền hóa hoa. Biên liền hóa hoa. Các bạn để ý cô như sau. Cô có từ hóa hoa, tức là đồ chơi. Biên là sự thay đổi. Liền, khuôn mặt. Vậy cô có thể tạm dịch là đồ chơi, thay đổi khuôn mặt. Trong đó ví dụ như các khuôn mặt thay đổi khác nhau thì sẽ thể hiện vào tính cách khác nhau. Khuôn mặt trắng thì như thế nào, khuôn mặt đỏ thì sẽ như thế nào đấy. Cũng giống như là tính cách tốt này, tính cách không tốt này, thể hiện sự giận dữ này. Biên niên hóa hoa. Đây là đồ chơi của Trung Quốc khi mà chúng ta mua về tặng người thân và gia đình. Rất ấn tượng đúng không nào? Chi suy, tiếp theo các bạn để cho cô từ sau. Đó là từ Trung Quốc chía. Trung Quốc chía. Kết sợi dây của bên Trung Quốc. Trong đó, trong phiên âm của người Trung Quốc ấy, thì từ kết nó bằng với nghĩa từ cát. Mà từ cát trong âm của tiếng Trung Quốc mang nghĩa đó chính là sự vui vẻ này, hạnh phúc này, lộc này, tài này, sự an khang, thịnh vượng. Vì vậy, từ kết và từ cát trong tiếng Trung là một thể hiện sự tinh túy trong văn hóa của người Trung Quốc. Trung của chía, kết Trung Quốc. Ví dụ các bạn hay xem phim truyền hình chẳng hạn, thì các bạn có thấy cái dây ở cuối khi mà người ta đeo không? Đeo hông thì người ta sẽ có cái sợi dây này. Hoặc là trong quần áo của người Trung Quốc hay xuất hiện cái từ kết chía. Trung của chía, kết Trung Quốc. Vậy sau khi chúng ta đã chọn những cái đồ mà chúng ta ưng ý rồi, những cái món quà rồi, thì chúng ta phải trả giá, hỏi giá nó như thế nào? Thì cô có cấu trúc sau. Tuo sảo chén. Tuo sảo, bao nhiêu? Chén, tiền. Tuo sảo chén, bao nhiêu tiền vậy? Và cô có cấu trúc chấm chấm chấm, tuo sảo chén, bao nhiêu tiền? Ví dụ chúng mình mua kết dây Trung Quốc chẳng hạn, cô sẽ hỏi Trung Quốc chía, tuo sảo chén, y cơ. Trung Quốc chía, tuo sảo chén, y cơ. Cái sợi dây ấy, bao nhiêu tiền một chiếc vậy? Hoặc là chúng ta mua hoa quả này, táo chẳng hạn, cô sẽ hỏi như sau. Bình quả, tuo sảo chén, y chín. Bình quả, tuo sảo chén, y chín. Hả, ta trả cân của tú bạn.
sảo chén, bao nhiêu tiền. Nhưng khi mà người ta cho mình một cái giá rồi, chúng ta cảm thấy khá là đắt và không ưng ý. Vậy kiểu câu cảm thán đắt là như thế nào? Thải quầy là, thải quầy là, trong đó từ quầy, đắt, thải chấm chấm lơ, quá thế nào đó. Thải quầy là, đắt quá. Vì vậy chúng ta đã hỏi, tuốt sáu chén, bao nhiêu tiền? Và khi thải quầy là, đắt quá rồi, chúng ta sẽ ép giá dần dần. Tiếp suy chúng ta đến với cấu trúc. Chuy chấm 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 mất rõ. Đi đến đâu đó bằng cái gì, đi như thế nào? Chuy chấm 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 mất rõ. Và wo xiang qu, tôi muốn tới. Wo xiang qu, tôi muốn tới đâu đó. Ví dụ cô muốn tới Quốc Tử Giám, hay là cô muốn tới cố cung của bên Trung Quốc, hay là đến Vạn Lý Trường Thành chẳng hạn, thì cô nói như sau. Wo xiang qu, cổ cung, tôi muốn đến cố cung. Wo xiang qu Thiên An Môn, tôi muốn đến Thiên An Môn. Wo xiang qu Bắc Kinh, tôi muốn đi Bắc Kinh Trung Quốc. Và tiếp theo, một từ vô cùng quan trọng, đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng phải học, đó là từ gì? Đọc cùng cô nhá. Cửa sổ, cửa sổ, nhà vệ sinh. Và còn một cách khác dùng cho từ nhà vệ sinh, đó chính là xí sǒu jiān. Xí sǒu jiān, xỉ trong từ giặt này, từ gội này, từ rửa. Thêm với từ sǒu, sǒu của cô là gì? Cánh tay. Vậy xí sǒu jiān sẽ là rửa tay. Chiên là căn phòng, xí sǒu jiān, phòng rửa tay chính là nhà vệ sinh. Đọc lại cùng cô nhé. Cửa sổ, cửa sổ, xí sǒu jiān, xí sǒu jiān. Cô sẽ hỏi là xí sǒu jiān tại nà, phòng vệ sinh ở đâu vậy? Hoặc là mình vừa ở trên mình học cấu trúc, tôi muốn đi đúng không? Cô sẽ bảo như sau. Wǒ xiǎng qù xí sǒu jiān. Wǒ xiǎng qù xí sǒu jiān. Mình cũng có thể nói nhanh hơn, wǒ xiǎng qù xí sǒu jiān, nhưng cố gắng nói chậm, tại vì mình là một người mới học tiếng Trung mà, đúng không nào? Hả, cứ ngồi tú bà, cửa sổ, xí sǒu jiān. Xin chào tất cả. Ở trên chúng ta vừa học xong những từ, cụm từ hay dùng trong du lịch của bên Trung Quốc. Cô hy vọng các bạn có những chuyến du lịch Trung Quốc thật là ý nghĩa và đầy vui nhộn. Lùi dấu khai lửa. Chào tạm biệt.